Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đi khám phá khu du lịch sinh thái Hang Múa, một cái điểm đến tuyệt đẹp mà có thể bạn chưa biết. Hang Múa là một địa danh, nó nằm trong cái hệ sinh thái khu du lịch Tràng An. Nó là cái điểm dừng chân đáng giá của bạn khi bạn đi du lịch đến Ninh Bình, bởi cái khung cảnh đẹp một cách ngỡ ngàng như là chốn thần tiên vậy. Và khu vực chúng ta đang đứng ở đây chính là phía cổng ngoài của Hang Múa. Ở phía ngoài được trang trí rất cầu kỳ, với những cây xanh này, hòn non bộ. Ở khu vực này nó là cái điểm chụp ảnh lý tưởng cho tất cả những đôi bạn trẻ khi mà muốn có những cái hình ảnh đẹp để làm kỷ niệm. Ở đây là dưới chân một cái thác nước. Để đến được với Hang Múa thì bạn có thể đi theo cái quốc lộ 1A tới thành phố Ninh Bình. Sau đó bạn rẽ vào Tràng An hoặc là Tam Cốc. Bạn sẽ thấy cái biển chỉ đường vào cái khu du lịch Hang Múa. Cái nơi đây nó được mệnh danh là nàng thơ của Tam Cốc hay là vạn lý trường thành của Việt Nam. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của những đỉnh núi hay là một chút thơ mộng của những cánh đồng lúa chín vàng hay là những ngọn tháp nó đầy ma mị ở trên nằm trên đỉnh núi. Khu du lịch Hang Múa này nằm dưới chân núi Múa. Nó nằm trong cái quần thể khu du lịch sinh thái thuộc cái địa phận của thôn Khê Đầu, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Như chúng ta đã biết, ở miền Bắc nó được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều những cái kỳ quan non xanh nước biếc, những cái núi đá chập trùng hùng vĩ có rất nhiều ở cái khu vực tỉnh thành phía Bắc. Ninh Bình nó cũng vậy, nếu bạn chỉ nghe không thôi có vẻ là không hấp dẫn, nhưng mà khi chúng ta đã biết đến thì Tràng An nó chính là một cái điểm không thể bỏ qua khi các bạn đến Ninh Bình trong cái hành trình khám phá những cái tuyệt cảnh ở trong cuộc đời mình. Và khi các bạn đến Tràng An thì Hang Múa nó là một cái điểm đến cực kỳ thú vị. Nó gắn với những câu chuyện kể đầy tính cổ tích và nó có một cái vẻ đẹp bất tận. Bạn sẽ cảm nhận được ở giữa một không gian bao la của mây trời, của núi non. Khi đi du lịch thì nó tùy vào cái mục đích của các và tính cách và tính cách cá nhân của mỗi bạn mà chúng ta có thể tự chọn cái hình thức du lịch. Các bạn có thể đi theo tự túc hay là theo tour có sẵn.
Nếu các bạn ngại việc lên kế hoạch hay là ngại tìm chỗ ăn nghỉ hoặc là thích khám phá một cách có kế hoạch mà chẳng phải lo nghĩ gì thì các bạn nên đi theo tour. Ở Ninh Bình thì có rất nhiều cái tour du lịch giá cũng tương đối là rẻ. Còn nếu như chúng ta muốn tự mình khám phá hoặc là chủ động về thời gian, đặc biệt là chúng ta muốn nâng cao những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm đi lại, thì cái quãng đường hơn 1.000 km từ Hà Nội nó sẽ không phải là quá xa để có một chuyến đi tự túc. Các bạn đi bằng xe máy thì các bạn tha hồ tự do đi lại, ăn chơi hay là nghỉ ngơi, tất cả cái đó đều do bạn quyết định. Chỉ cần các bạn đi, các bạn lái xe chú ý cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông thôi là các bạn có thể đến Hang Muốn một cách an toàn và có một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Còn nếu bạn đi cái phương tiện công cộng ấy thì bạn có thể đến khu vực Ninh Bình và các bạn thuê xe máy hoặc là taxi hoặc là xe đạp cũng được, nó cũng rất là rẻ và tương đối là nhiều. Ở trên đường đi vào Hang Muốn chúng ta sẽ được đi qua những cánh đồng, những làng mạc, những bến nước con đò của sông Hồ và những núi non hùng vĩ của cái mảnh đất Ninh Bình. Khi đến với Hang Múa thì chúng ta cũng được thừa sức dẻo dai khi chúng ta leo lên những cái ngọn núi cao. Và khu vực ngoài này của chúng ta đây chính là khu vực phía ngoài của khu du lịch Hang Múa. Và tí nữa chúng ta sẽ đi vào khu vực phía trong và bắt đầu cái cuộc hành trình trải nghiệm khám phá leo núi. Đây không phải là những cái ngày du lịch nghỉ ngơi mà nó còn là một cái nơi rèn luyện sức khỏe thật tuyệt vời cho các bạn.